Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc hôm nay Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin điểm lại một số tin nổi bật diễn ra trong tuần trên địa bàn thành phố. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong tuần, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị triển khai kéo dài nhiệm kỳ hoạt động và bầu bổ sung trưởng ấp khớm nhiệm kỳ 2017-2022 tham dự hội nghị có lãnh đạo Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, phòng nội vụ, Quỹ ban nhân dân các xã phường, trưởng phó của 52 khóm ấp trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai quán triệt và hướng dẫn các văn bản nghiệp vụ liên quan đến công tác kéo dài nhiệm kỳ hoạt động và quy trình bầu bổ sung trưởng ấp khóm nhiệm kỳ 2017-2022. Sau hội nghị, các đại biểu sẽ thực hiện đúng quy định trình tự thủ tục về việc áp dụng nhiệm kỳ cho trưởng ấp khóm trên địa bàn thành phố, thay thế cho nhiệm kỳ 2 năm rưỡi đang áp dụng hiện nay sẽ được tiếp tục kéo dài nhiệm kỳ hoạt động đủ 5 năm, sau đó tiến hành tổ chức bầu cử trưởng ấp khóm nhiệm kỳ mới đúng theo trình tự thủ tục quy định tại điều 15 quy chế tổ chức và hoạt động của ấp khóm trên địa bàn thành phố. Cũng trong tuần, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 20 để thông qua các nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025, tại hội nghị đã thông qua dự thảo đề án nhân sự, ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, quỹ ban kiểm tra, chủ nhiệm quỹ ban kiểm tra, phó chủ nhiệm quỹ ban kiểm tra thành quỹ khóa 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý, các chương trình phục vụ đại hội đại biểu đảng bộ thành phố thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo của ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ thành quỹ khóa 10 nhiệm kỳ 2015-2020, báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng khóa 11 nhiệm kỳ 2015-2020. Đến nay, 64 chi đảng bộ cơ sở trực thuộc thành quỹ Châu Đốc đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đảng bộ thành phố Châu Đốc, Đại hội đảng bộ điểm cấp quyền đầu tiên của tỉnh An Giang dự kiến diễn ra cuối tháng 6 năm 2020. Trong tuần, Ban Thường trực Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc phối hợp với các đảng ủy xã phường thành phố Châu Đốc tổ chức đối thoại với nhân dân chân lần thứ 15 năm 2020 và kết hợp tiếp xúc cử tri Hội đồng Nhân dân ba cấp. Hội nghị đã tiếp nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri về các nội dung như môi trường, hệ thống chiếu sáng đường quốc lộ 955A, tình hình buôn lậu khu vực biên giới, nâng cấp tuyến đường giao thông từ giỏn Uẩn đến Louis Pasteur, Tiến độ thực hiện dự án cáp treo núi Sam, tượng Phật 81m, nâng cấp hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển du lịch, hỗ trợ các hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, giảm giá điện nước bị ảnh hưởng dịch Covid-19, công tác giữ gìn an ninh trật tự. Tại hội nghị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu các cơ quan chuyên môn đã trực tiếp trả lời các ý kiến của cử tri. Các ý kiến không thuộc thẩm quyền sẽ được tổng hợp để giải quyết kiến nghị các cấp có thẩm quyền, xem xét giải quyết trong thời gian tới. Ban thường vụ Thành quỹ Châu Đốc tổ chức hội nghị lấy ý kiến các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Quỹ viên Ban thường vụ Thành quỹ đã nghỉ hưu hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 12 Đảng bộ Thành phố Châu Đốc nhiệm kỳ 2020-2025 dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 12 Đảng bộ thành phố Châu Đốc có chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng bộ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, khai thác tiềm năng thế mạnh về du lịch văn hóa, phấn đấu xây dựng thành phố Châu Đốc theo hướng đô thị du lịch thông minh, phát triển bền vững. Các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo chính trị và tham gia đóng góp 12 ý kiến về các vấn đề như Bố cục chưa cân đối, nêu giải pháp cụ thể về tỷ lệ hộ nghèo và không còn hộ nghèo đến năm 2025, đào tạo việc làm, phát triển đảng viên, cần quan tâm đến chất lượng, cần quan tâm nhiều hơn về công tác vệ sinh môi trường, nâng chất chuẩn đô thị loại 2, an ninh trật tự, số liệu thống kê về lượt khách tham quan, thu phí tham quan, công trình văn hóa, quản lý các cơ sở di tích, đầu tư các dự án phát triển du lịch như khu du lịch bãi bồi Vĩnh Mỹ. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Châu Đốc Trần Quốc Tuấn cảm ơn và ghi nhận các ý kiến tâm quyết trách nhiệm của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố khẳng định đây là những ý kiến quan trọng để tiểu ban văn kiện tiếp thu, tiếp tục hoàn thiện, bổ sung vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 12 Đảng bộ thành phố. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến sẽ hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị để tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố Châu Đốc. Đại hội Đảng Bộ Điểm cấp quyền đầu tiên của tỉnh thành công dự kiến diễn ra cuối tháng 6 năm 2020. Trong tuần, Quỹ ban Nhân dân xã Dinh Tế tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020, thực hiện phong trào thi đua 5 năm qua, kinh tế xã hội xã Dinh Tế phát triển khá toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất, đẩy mạnh mô hình kinh tế trang trại, xây dựng nhiều cánh đồng đạt giá trị kinh tế cao, mô hình vườn sinh thái, mô hình trồng xoài, lắp đặt hệ thống tưới phun sương, tổ hợp tác liên kết sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, năng suất bình quân đạt 7 tấn trên một hecta, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 110 triệu trên một hecta, thu ngân sách đạt 42,255 tỷ đồng. Phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đã mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, 100% tuyến đường giao thông nông thôn đều được nhựa hóa, 100% hộ sử dụng nước sạch, có 3 trên 3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, duy trì 4 ấp đạt chuẩn ấp văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa chiếm 90,63%. Độ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn xã đạt 92,85%. Công tác chăm lo chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa luôn được quan tâm thực hiện tốt. Qua đó, cất 29 căn nhà tình nghĩa và 56 căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ khó khăn đột xuất 1.679 trường hợp. Công tác giảm nghèo luôn được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, bình quân giảm khoảng 0,5% một năm. Đến nay, xã không còn hộ nghèo. Hộ cận nghèo còn 82 hộ, chiếm 4,34%. Giải quyết việc làm cho 3.049 người, lao động qua đào tạo nghề chiếm 52,7% thu nhập bình quân đầu người trên 48 triệu đồng một người một năm, duy trì nâng chất các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, an ninh quốc phòng trên địa bàn xã luôn được giữ vững ổn định. Trong tuần, Hội Đông y thành phố Châu Đốc tổ chức đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Châu Đốc lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Đông y thành phố Châu Đốc thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho người dân, hội đã khám cho 781.131 lượt, trong đó điều trị bệnh không dùng thuốc cho 301.168 lượt, điều trị bằng laser, quan châm, châm cứu được 5.079 lượt, công tác phát triển hội viên luôn được quan tâm, đến nay hội có 350 hội viên. Trong nhiệm kỳ tới, Hội Đông y thành phố sẽ tiếp tục giữ vững, duy trì ổn định phát triển mạng lưới khám bệnh chữa bệnh bằng y học cổ truyền, chú trọng phát triển thêm hội viên, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về khám chữa bệnh, trồng và sử dụng thuốc nam, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ người được khám chữa bệnh bằng đông y cổ truyền chiếm 35 đến 40% so với số lần khám chữa bệnh bằng Tây y. Số lần điều trị bệnh không dùng thuốc chiếm từ 25 đến 30% thưa quý vị và các bạn chương trình thời sự của trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt